chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bản thể thao trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay mẫu chưa mộ Ivan Toni về Ten Hag mẫu gửi đề nghị mới chưa mộ Brown Erik Ten Hag có kế hoạch bất ngờ cho Nixandro Martinez mùa tới và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem mẫu chưa mộ Ivan Toni về Ten Hag các quan chức của mẫu đang cân nhắc việc ký hợp đồng với Ivan Toni tiền đạo rất năng động của Brentford và đội tuyển Anh theo truyền thông Anh, Erik Ten Hag xác định Tony là lựa chọn có khả năng mang lại những giá trị đặc biệt cho hàng công của MU. Điều quan trọng mà huấn luyện viên Erik Ten Hag nhắm đến là Ivan Tony chỉ còn một năm hợp đồng, chân sút 28 tuổi không sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Brentford nên giá chuyển nhượng sẽ phải chăng. Trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè liên tiếp, MU đã bổ sung hai tiền đạo gồm Ramut Hoynun và mới nhất là Jun Suzuki. Tuy vậy, cả hai vẫn còn rất trẻ, về thế Ten Hag muốn có thêm Ivan Tony để tăng chiều sâu đội hình cho các cuộc đua từ ngoại Anh đến cúp châu Âu. MU gửi đề nghị mới cho mộ Bronwet. Sau khi xong thương vụ Nezri Toto, MU vẫn muốn có thêm một trung vệ và đi thêm một bước khác trong quá trình đàm phán để chiêu mộ Zaza-Bronwet. Ra ra Theo báo chí Anh, MU muốn xây dựng hàng thủ mới với cặp Zoro bronwet Đây là nền tảng cho tương lai lâu dài của quỷ đỏ. Mặc dù vậy, quá trình đàm phán không hề dễ dàng đối với MU. Everton cho rằng là đề nghị mới nhất từ thành phố Manchester không phù hợp với giá trị của Bronwet. chứng kiến MU mua Nezri với mức phí 62 triệu euro chưa bao gồm các khoản sản sau, Everton có lý do để yêu cầu giá chuyển nhượng cao cho trung vệ 22 tuổi người Anh. Everton đã từ chối hai đề nghị mà đội bóng đội chủ sân Old Trafford gửi đến trong thời gian qua. MU dự kiến sẽ đưa ra đề nghị chính thức cho đối tác vùng Merseyside trong tuần này. Ten Hag có kế hoạch bất ngờ dành cho Nicolò Martinez mùa tới. Mặc dù đã ký hợp đồng với cầu thủ 18 tuổi Nerizzo từ Nîn, Manchester United vẫn đang theo đuổi thỏa thuận với ngôi sao người Hà Lan Matic Dennis của Bayern Munich và họ cũng vẫn quan tâm đến Zara Bronwet của Everton với việc tuyển thủ thể tuyển Victor Nenov có khả năng ra đi trong thời gian chuyển nhượng và cầu thủ Willy Camana đã được bán với giá 10 triệu bảng. Manchester United đang thực sự định hình lại phòng ngự của họ, thậm chí vai trò của nhà vô địch World Cup Martinez cũng có thể đôi khi được thay đổi. Nếu MU có thể đạt được thỏa thuận với Danik thì mối quan hệ hợp tác giữa cầu thủ người và Jojo sẽ là một viễn cảnh hấp dẫn cho tương lai. Điều này sẽ không thường xuyên xảy ra ở mùa giải tới, nhưng theo ghi của Mi nếu điều đó xảy ra, Martinez có thể chuyển sang vai trò tiền vệ phòng ngự cùng với Kobimeno. Martinez được đánh giá thích hợp với vai trò này vì anh nhanh nhẹn và năng luyện trong các pha tắc bóng cũng như có tầm nhìn chuyển bóng về phía trước. Tập đoàn Ino tiếp tục được cải tiến trong chuyến du đấu Mỹ. Manchester United đã thực hiện một kế hoạch chi tiết cho các cầu thủ của họ trước chuyến du đấu tiền mùa giải. Trong nỗ lực cải thiện thành tích, câu lạc bộ đang thử các phương án được Sir Bradford sử dụng để giành lợi thế trong chuyến du đấu 10 ngày. Bradford mô tả với Sun, Chúng tôi rất cẩn thận trong việc chuẩn bị thức ăn. Chúng tôi mang theo gối và đệm của riêng mình để các vận động viên của chúng tôi có thể ngủ theo cùng một tư thế mỗi đêm chúng tôi tìm kiếm những cái tiến nhỏ ở khắp mọi nơi và tìm thấy vô số cơ hội khi kết hợp lại với nhau chúng tôi cảm thấy chúng mang lại cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh giờ đây quỷ đỏ đang sử dụng các phương pháp của baranford để đảm bảo rằng các cầu thủ có hiệu suất tối đa trong chuyến du đấu ngoài ra các cầu thủ còn cung cấp một kế hoạch bổ sung nước để tránh mọi nguy cơ mất nước cũng như quần áo nén được thiết kế riêng để tăng cường lưu thông máu câu nói của ten hag mới ra cuộc thanh trừng tại oxford dưới sự dẫn dắt của tập đoàn ino manchester United đang cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay Tính tới thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đã có những động thái hợp lý để mang về hai tân binh chất lượng bao gồm Joshua Zizi và Neri Người từng chừng như chỉ muốn gia nhập Real Madrid nhưng rốt cuộc vẫn bị Manchester United thuyết phục. Ở trường hợp này, Man United cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ thanh lý cầu thủ khi lần lượt những ngôi sao như Donny van der Beek, Quini Kamara, Mason Greenwood đều đã bị bán đứt và giúp câu lạc bộ thu về những khoản phí đáng kể. Trước đó, Man United cũng quyết định không gia hạn hợp đồng, đồng và rút khoát chia tay Rafael Varane lẫn Anthony Martial. Tuy vậy, cuộc thanh trừng tại Old Trafford vẫn chưa dừng lại huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ với The Athletic, câu lạc bộ cần bán đi những cầu thủ để nâng cấp ngân sách, đó là điều hiển nhiên. Chúng tôi muốn có một đội hình mạnh, mạnh nhất có thể. Tôi nghĩ hiện tại giới lãnh đạo đang ở thế chủ động và đó là điều mà câu lạc bộ như Manchester United nên làm. Chúng tôi cần những cầu thủ chất lượng, song bạn cũng cần số lượng vì mùa giải tới sẽ còn khó khăn hơn mùa giải trước, thế nên chúng tôi phải sẵn sàng cho điều đó. Trước đó, Dương cũng khẳng định Man United vẫn còn kế hoạch chiêu mộ thêm một trung vệ và một tiền vệ trung tâm, tiền đạo cắm, thậm chí là hậu vệ cánh phải để dự phòng cho trường hợp Wan Bissaka rời đi. Nên dễ hiểu tại sao Ten Hag lại xác nhận quỷ đỏ sẽ cần phải thanh lý thêm nhiều cầu thủ hơn. Hơn hết, do những quy định chặt chẽ về khía cạnh tài chính ở ngoại ngành lẫn UEFA, Man United cần phải thực sự cẩn trọng trong việc cân bằng sổ sách. Chưa tính những khoản phụ, Man đã chi hơn 100 triệu cho bộ đôi Ziggy và Jojo, nhưng ở chiều ngược này thì họ mới thu về khoảng 42,5 triệu euro từ việc bán đi cầu thủ. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục triển khai kế hoạch lớn ở kỳ chuyển nhượng trên, đội chủ sân Old Trafford cần phải tiếp tục công cuộc thanh lý đội hình của mình để nâng cao ngân sách. Cũng trong cuộc trao đổi với dự Analytics, Ten Hag xác nhận đã có những sự quan tâm dành cho Scott McTominay, người mà ký giả Fabrizio Romano khẳng định sẽ được phép rời khỏi Old Trafford nếu xuất hiện một đề nghị hậu hĩnh. Tương tự là trường hợp của Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka và cả Harry Maguire, ngôi sao người Anh vừa mới hồi sinh mạnh mẽ trong mùa giải trước. Bên cạnh Harry Maguire, hai bản hợp đồng góp tân khác là Casemiro và Jadon Sancho cũng đang đứng trước viễn cảnh rời khỏi Old Trafford. Trong khi Casemiro được các câu lạc bộ giải bóng đá Rập quan tâm, Sancho lại đang lọt vào tầm ngắm của Paris Saint-Germain. Ngoài ra, với sự tăng tiến của Ahmad Dino thì Facundo Benici đã không còn cơ hội cạnh tranh xuất đá chính tại Old nên sẽ không quá bất ngờ nếu anh bị MU thanh lý. Nhìn chung, lực lượng của Man United chắc chắn sẽ còn biến động mạnh mẽ ở mùa giải 2024-2025 trước khởi tranh. Xác nhận mục tiêu ưu tiên của MU sau Rodo, quỷ đỏ đã chính thức chưa bọn thành công Rodo một cách đầy bất ngờ. Trước đó, Liver chấp nhận từ bỏ cầu thủ người Pháp mặc dù nhắm đến anh ấy như một bản hợp đồng trung vệ ưu tiên. Khi hiểu rõ Rodo chỉ muốn chuyển đến Real Madrid, Man United cũng biết rằng ưu tiên của Rodo là câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha nhưng vẫn chấp thời cơ khi chi ra mức giá 62 triệu euro theo phụ phí có thể lên tới 70 triệu euro và đã thuyết phục được Nin đẫn bản thân trung vệ tiềm năng này, Jojo đã chính thức vượt qua bản kiểm tra y tế và anh đã chính thức trở thành bản hợp đồng thứ hai của Man United trong mùa hè năm 2024 sau Zidane. Giờ đây, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã cung cấp thông tin cập nhật về kế hoạch tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford. Phóng viên người Ý cho hay, Man United sẽ tiếp tục xem xét một số lựa chọn ở hàng tiền vệ trong trường hợp thương vụ Casemiro với ATH được đẩy nhanh sau Zidane và Jojo, Hàng tiền vệ là một vị trí quan trọng đối với họ. Đây là kế hoạch, đây là ý tưởng. Man United đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Tobi Conier đã giúp Ten Hag giải quyết bài toán lớn. Các cầu thủ màu U chưa hội quân đầy đủ sau mùa hè, chơi cho các giải đấu quốc tế. Điều đó đã cho phép những người trẻ tuổi và những cầu thủ trẻ được cho cơ hội. Toby Conier coi như đã có suất tham dự đội 1 sau hai trận đấu giao hữu đầu tiên. Tiền vệ phòng ngự này được coi là ngôi sao đột phá tiếp theo của học viện với màn trình diễn của anh không làm giảm bớt bất kỳ kỳ vọng nào. Trước Rosenborg, dù màu U thua trận nhưng Tobi đã thể hiện sự tích cực khi tiếp tục được cho cơ hội. Trước Rangers đêm qua, anh đã có màn trình diễn cực kỳ vọng để khắc phục được vấn đề lớn nhất của Ten Hag tại Manchester United ở mùa trước. Ten Hag đã thể hiện sự tin tưởng vào khả năng của cầu thủ này khi trao cho anh làm đội trưởng trong hiệp 2 gặp Rosenborg. Trong cả hai trận đấu, Cody đều là một cỗ máy giành bóng ở phía trước hàng phòng ngự. Trong trận gặp Rosenborg, Man United chịu áp lực rất lớn nên anh không đi quá xa vị trí của mình và liên tục cướp bóng khỏi đối phương. Vai trò của anh ấy thay đổi một chút trong trận đấu với Rangers khi Man United cầm bóng nhiều hơn. Vì vậy, sau trẻ chuyển sang chế độ khác, hoàn thành 100% trong số 18 đường truyền của mình trở thành một cỗ máy thu hồi bóng như thường lệ. Khi làm như vậy, phong cách chơi của anh đã khắc phục được vấn đề lớn nhất của Man United ở mùa giải trước, bị lấn át ở hàng tiền vệ trong những thời điểm chuyển đổi trạng thái. Mùa giải trước, hàng tiền vệ của Man United thường không làm được điều gì khi đối thủ tiến hành công phá. Năng lực phòng ngự của Casemiro nhiều lần bị đặt dấu hỏi, nhưng khi Sofian Amrabat hay Christian Eriksen thi đấu, tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu. Với Correa, giờ đây họ có chính xác kiểu cầu thủ sẽ hữu ích mỗi khi đối thủ tiếp cận phần sân của MU trong quá trình chuyển đổi. Anh không phải là người đi nhanh quanh để tìm bóng và đột phá vào vòng cấm để tìm cơ hội ghi bàn. Thay vào đó, anh cực kỳ kỷ luật trong vị trí. Có nhiều trường hợp trong hai trận đấu trước mùa giải này, anh đã ngăn chặn các đợt phản công của đối thủ chỉ bằng cách giữ đúng vị trí của mình. Tobi có thể cần phải học cách làm nhiều việc hơn với trái bóng để có suất thường xuyên ở đội 1, nhưng hiện tại cách tiếp cận của ngôi sao trẻ chính xác là điều mà Man United đang còn thiếu. Đây là một giải hoàn hảo để một cầu thủ trẻ bứt phá. Đó là bởi vì Man United sẽ chơi Europa League, nơi Ten Hag có thể xoay vòng đội hình. Thêm vào đó là các trận đấu ở League Cup, giai đoạn đầu của FA Cup và sẽ có rất nhiều cơ hội cho các ngôi sao mai. Mẫu tỏ rõ thay đổi với sau kết 100% ủng hộ Erik Ten Hag. Gareth Southgate vừa mới chia tay đội tuyển Anh sau thất bại trong trận chung kết Euro năm 2024 trước Tây Ban Nha. Có rất nhiều câu lạc bộ đang muốn mời Southgate vào lúc này nhưng sẽ không có tên Manchester United. Man Sport hiểu rằng các lãnh đạo cấp cao của Old Trafford đã dồn hết tâm sức để ủng hộ Erik ten Hag sau khi quyết định giữ ông ở đầu mùa hè này và gia hạn hợp đồng với Erik ten Hag thêm 12 tháng. Trọng tâm của Manchester United là cung cấp cho Erik ten Hag những gì cần thiết để vực dậy Man United. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất và Erik ten Hag bị sa thải, Southgate cũng không phải là lựa chọn đầu tiên. Thay vào đó, ban lãnh đạo của Man United vẫn đánh giá cao huấn luyện viên Thomas Tuchel. Vào tháng 6, Sergio Jim đã có cuộc nói chuyện với Thomas Tuchel ở Monaco trước khi Man United quyết định đặt niềm tin vào Erik ten Hag. Fulham vẫn theo đuổi coach McTominay. Hồi đầu tháng trước, Fulham từng được đồn đoán muốn chiêu mộ coach McTominay để làm phương án thay thế cho Joao Paenha ở thời điểm cầu thủ người Bồ Nha đang được Bayern Munich theo đuổi gắt gao. Dù vậy, thương vụ trên phần nào bị đóng băng khi hùm xám gặp khó trong việc thuyết phục Fulham nhà người. Nhưng sau khi đội chủ sân Arian Arena quyết tâm chi đậm để chiêu mộ bằng được Paenha, Fulham giờ đây đã tái khởi động quá trình đàm phán nhằm sở hữu chữ ký của Cốt McTominay trong thời gian tới. McTominay vừa trở qua mùa giải tương đối ấn tượng tại Man United trên phương diện cá nhân. Cầu thủ người Scotland dù không phải nhân tố thường xuyên được đá chính nhưng vẫn ghi tới 7 bàn thắng tại ngoại Anh sau 32 trận. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, tiền vệ 27 tuổi nhiều khả năng vẫn bị quỷ đỏ tìm cách bán đi ở phiên trại hè này. Bởi đồng chủ sở hữu, Sir Jim Ratcliffe không đánh giá cao năng lực của ngôi sao sinh năm 1996 ra mắt đội 1 Man vào năm 2017 sau 15 năm ăn tập tại nội đào tạo Carrington nhưng chưa bao giờ McTominay được giới mộ đẹp đánh giá đủ đẳng cấp để khoác áo đội bóng lớn như quỷ đỏ. Theo nhiều báo cáo, bất kỳ đối tác nào chấp nhận chi ra con số khoảng 30 triệu bảng, ban lãnh đạo của đội chủ sân Old sẽ gật đầu bán cầu thủ người Scotland. Fulham không chỉ coi cốt McTominay là phương án thay thế trực tiếp cho Payne mà còn có thể thi đấu ở nhiều vị trí nơi tuyến tiền vệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!